Giờ chuẩn bị cái thang các bạn ơi, rồi leo trên này hái hái trái nè, đó trái plum ha, trái này trái mận Mỹ đó, bạn thấy đã chưa, quá chừng luôn. Trên này nữa nè, nhiều trái quá chừng. Ở đây nè, nguyên cả chùm vậy mà hái rồi mà còn nhiều quá tiền hả? Đó, nhìn nè. Vy cầm rổ cho mẹ đi, làm sao mẹ đó, con gái mình cầm rổ cho mình nha. Rồi mình hái. Nè các bạn. Đấy. Đó, ngon không? Mận Mỹ. Thiệt là mê nè. Đó. Được 4 trái. Con gái mình cầm nguyên một rổ ở dưới này các bạn thấy chưa? Đó, có phân phấn trắng trắng này, tím, thiệt là tím. Rồi Vy bỏ xuống đất đi, bỏ xuống đất để mà hái mà thảy vô. Có muốn lên hả? Đây, nguyên cả chùm đây. Đứng đây cắn miếng ha. Ăn, ăn một trái, tìm trái nào mềm mềm ăn. Tìm mấy bữa nó giống thiếu nước giờ, thấy nó no quá ha. Có tè hái nhiều đi, hái nhiều cũng được, hái rồi phải cho má chị nha, nó con hái nhiều đó, mình chùi sơ đi là nó lộ ra cái trái như thế này nè các bạn. Rồi đó các bạn, đứng gần mấy cái trái nè, bây giờ mình ăn thêm một trái nữa nè đó. Ngon quá. Hôm nay để mọc mọc nữa, bị la nữa cho coi. Xấu quá. Ngon quá các bạn. Cái bù của cây này nè. Đó, nguyên chùm này, ăn hết cái chùm này là về ngủ luôn ha. Khỏi phải ăn cơm, no rồi làm sao ăn cơm được nữa. Đó, tiếp tục ăn nè. Đó, trái mận Mỹ rất là tuyệt vời, quá ngon. Ngon quá, ăn hoài cho no luôn các bạn, cũng thấy ngon, không có ớn. Rồi bây giờ mẹ hái nha. Bây giờ đến lượt mình hái. Ăn no rồi các bạn, biết mấy trái nữa, no quá. Đó, nguyên chùm nè. Đã nguyên chùm nha. Đó, chùm 3 trái nè, thấy đã chưa? Bạn thấy mê chưa các bạn? Cắn chùm này đi ha. Ăn chùm này đi các bạn, nhìn ngon quá không cầm lòng được, phải ăn thôi. Rất là ngon. Ở ngoài chợ bữa hôm mình có mua về mình ăn đó các bạn. Mận Mỹ mà gọi là mận đường. Cái ruột của nó nè, biết các bạn thấy rõ không nữa. Đó, trong đỏ ửng, chất ngọt ở trong, thơm ngon. Mỗi năm ra trái có một lần. Bữa nay mình không dám mời các bạn ăn nữa.
mấy đứa nhỏ nhà mình cũng tham gia hái nữa nè. Quá chừng ha. Cận cảnh trái nè, đông đưa nè. Đông đưa. Đó, đẹp chưa? Ăn mấy trái nó thiệt là no. Nguyên chùm này. Ngon ha. Nhà tiền hết bịch rồi hả? Nè các bạn ơi, nguyên một chùm bự luôn, đã quá chừng luôn á. Hái nha, hái bẻ đó, một cành, hai cành, ngon chưa? Kìa, đã chưa các bạn? Đó, bạn ơi, ăn hái mấy trái nè. Đó, mình ngọt hết sức luôn. Nguyên cả chùm như vậy, mê thiệt là mê này. Còn nữa không? Nè các bạn thấy không? Quay nè. Đây chùm ha. Bên này chùm ha. Quá chừng. Mình leo trên này là thiệt là cao rồi đó các bạn. Xuống dưới kìa, thấy chưa? Trên này mình đứng trên này cũng hơn 2-3 mét rồi đó. Sát cái ngọn đó. Cận cảnh cây mận Mỹ quay thiệt là rõ cho các bạn xem. Mê quá chừng. Hái vừa thôi, mình hái nhiều rồi ăn đâu có hết đâu. Hả? Ăn không hết được. Hả? Cái mận này mà ở Việt Nam có ha. Hồi đó mình đi học về chắc mình leo lên, ngày nào mình cũng leo lên mình hái. Hái hết luôn á ha. Bên này xứ lạnh thì mới có những cái cây này. Đó, phải có tuyết lạnh. Tuyết lạnh thì cái cây này nó ngủ đông. Xong mùa xuân ấm áp cái nó đâm chồi nảy lọc, nó tức cái nó ra hoa các bạn. Còn không có tuyết thì cái cây này cũng khó sống lắm. Hái rồi, giờ leo cầu thang xuống thôi. Hả? Hơi xuống. Xuống ngược đời vậy. Đó. Ngon chưa? Đó. Mình đang đứng như này. Đó. Đứng lên tới đây, ngửa ra đây quay phim cho các bạn xem đó. Thấy không? Quay nè. Đó. Quá chừng nè. Thiệt là đã. Đó, từng trái một. Các bạn thấy. Bên kia nữa nè. Quay hết cái cây này nè. Ngon ha. Cây này chỉ trồng vậy thôi chứ đâu có chăm sóc gì đâu. Cái rễ nó mọc sâu lắm rồi. Đó, con gái mình cũng trèo lên tới đây tham gia hái nữa nè. Nãy giờ hái được mấy bao rồi Vi, coi chừng té nè con. Vi hái ít ít thôi, con hái nhiều đâu có ăn hết đâu. Đó, mẹ bẻ đựng chùm vậy thôi. Rồi con gái mình từ nãy giờ hái nguyên bịch bự luôn. Khoảng 1 tháng nữa mà không ăn là tự động nó rụng hết nha các bạn. Cho nên có muốn hái thì hái bây giờ. Đó. Chứ tới cuối tháng này là coi như rụng sạch luôn. Anh chụp giùm em đi anh. Nè. Hứng giùm em đó. Ông xã hứng giùm một giùm trái Việt. Trái gì quên rồi, trái mận Mỹ. Nói lộn Việt Quốc chứ. Thì đã ha. Rồi.
cao quá. Cái hái đưa xuống truyền xuống dưới. Ngon chưa? Ông xã đứng dưới hứng thôi. Ngon quá à. Còn nữa này, đã quá bạn ha. Mận Mỹ trái plum. Trái này plum sugar đường đó. Ngọt. Thôi, chắc đủ rồi đó ha. Nguyên cái chùm bên này thấy thương chưa nè. Còn nhiều lắm á, mà hái nhiều ăn không hết, bỏ uổng các bạn ơi. Rất là nhiều kìa, các bạn thấy mê chưa? Nhìn đẹp quá ha. Cái cành của nó rủ xuống. Rủ xuống quá đẹp luôn á. Màu thì tím rồi có chút xíu phấn màu trắng phủ xung quanh cái trái này, nhìn thấy dễ thương ơi là dễ thương. Cái cành nó ra cũng đẹp nữa ha. Nhìn dịu dàng hết sức luôn ha. Đó, các bạn thấy rõ chưa? Lời hứa của các bạn đã làm xong, là mình quay lại cây mận Mỹ cho các bạn xem. Đó, tất cả quay rồi còn hái ăn no nê nữa, còn đem một mớ về nhà nữa, rồi còn để lại một ít để cho chủ ra chủ hái. Mình hái sạch rồi coi như là thôi để đi, để lại ha. Còn nhiều lắm, nguyên cái chùm bên này, nguyên cái chùm bên này mà các bạn thấy không, đã thôi đó. Mình hái hết cái chùm này quá ha. Cái chùm này nhiều dễ sợ. Đó, nhiều như vậy. Để đó, đèn. Trái dày đặc luôn á. Trái này làm mứt ngon lắm các bạn. Làm xong nó teo khô lại giống như hạt chà là. Ngon ơi là ngon. Rớt. Cầm không hết luôn. Không hết. Nè. Thôi leo xuống thôi. Nhiều quá. Coi chừng té cái bụp. Leo bao nhiêu bậc cầu thang mới lên tới ngọn mà hái. Đó, tạm biệt nha. Leo xuống dưới rồi. Chỉ có quay gần mới thấy được thôi các bạn. Đó. Gần mới thấy rõ rồi. Quay xa không thể thấy được. Cái màu nó tối quá đó. Màu tím quá. Màu xuống dưới này còn thấy đẹp thấy thương nữa nè. Nè, từ nãy giờ nè, con gái hái nè, rồi ông xã hái nè. Quá chừng đã ha. Mê chưa? Ngon không các bạn? Mời các bạn bóc và trái ăn cho vui nha. Cái mình hái được á hả? Cái cắn miếng nè. Ngon chưa? Wow, Vi hái nhiều quá vậy. Vi ăn đi. Kiếm cái rổ hái. Không có rổ. Bây giờ rất là ngọt. Con hái đi. Ngon quá. Đó. Trái thiệt chua, bây giờ thiệt chín, thiệt ngọt. Vẫn có một chút xíu chua. Qua thầu cây. Đó. Ngon quá. Đó, con trai mình hái nè. U để mày quay cái bên hái nè. Cha giỏi quá vậy. Giỏi quá. Đó. Mấy đứa con mình hái xong rồi giờ để mấy đứa nhỏ hái nè. Nhìn dễ thương chưa? Đó, cứ bứt rồi bỏ xuống. Cái bên thích quá hả? Cái Vân cũng hái nữa. Hay quá vậy. Ba giữ cầu thang nha, coi chừng té nha. Ô chà, cái Vinh hái nhiều quá, làm sao ăn hết cái Vinh? Hả? Nhiều quá, làm sao ăn hết được cái Vinh ơi? Hả? Đâu, trái nào đâu? Đây đó hả? Cái Vinh hái trái đó hả? Ô chà, giỏi quá vậy. Còn đâu nữa, coi chừng gì vô mắt nè. Còn nữa không?
Má có con gì nhờ? Còn nữa không Kevin? Rê. Rê hả? Đó, đó, đó. Đó. Ú, chà, giỏi quá. Nhiều, nhiều quá. Rồi, xong rồi đó các bạn. Trời ơi, cái chùm ở trên này mình chưa quay cho các bạn xem nè. Đó, xuống tiếc quá ha. Chưa quay chùm này nãy bị khuất nè. Để mình leo lên lại mình quay cho các bạn xem nè. Xuống rồi, cái chùm đó chưa quay thì tiếc. Leo lên quay tiếp nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó rồi, mình ở dưới mình thấy mà. Thấy nguyên một chùm mà. Đây, có thấy không các bạn ơi? Có thấy không vậy? Hả? Sao không thấy à? Đây nè. Thấy rõ chưa? Đó. Nhiều quá, bây giờ mình hái thì mấy đứa nhỏ cũng hái ở dưới. Mày hái đi ha. Ngon chưa? À, cái mình hái được hả? Cái mình giỏi quá vậy. Hả? Để cho mình chụp dắt video ra. Má chết quá vì giờ làm sao? Má Vi có nhiều à, Vi hái nhiều Vi bỏ qua đây à, con gái mình hái nhiều quá nè. Hai túm vô trong áo. Thôi được rồi á Vi. Vi hái nhiều quá vậy. Thôi đã quá các bạn ơi. Nhìn nè. Đó, quay từng trái cho các bạn xem nha. Hái xong rồi đó. Chừng này không biết đủ trăm trái không nha. Quá chừng luôn. Về làm mứt ăn ha. Đó, ăn không hết bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Ngon quá chừng là ngon. Đó, các bạn ơi. Thấy chưa? Bóc vài trái ăn nha. Về lấy hột tha hồ mà trồng. Mận Mỹ, trái plum. Quá chừng đã ha. Rồi. Chụp hình chung với cái bánh này. Vi quay cho mẹ cái Vi. Vi quay cho mẹ. Để quay rồi. Mình quay rồi hả? Để mình lặt hết mấy cái lá này ra rồi mình chụp hình với nguyên một mớ trái cây này cho các bạn xem ha. Đó. Đã chưa quay sát trái cây chưa? Đó, từ nãy giờ mình hái được một mớ này nè các bạn. Mận Mỹ nha. Trái plum quá chừng ngon luôn nè. Chụp chứ. Nè các bạn ơi, nhìn đã chưa, mới hái xong đó, thấy mê ha. Rồi mình đã hái xong rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.